Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay Shop Đồ Công Nhật ở Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 179 bao gồm có tất cả là 16 máy câu hàng Nhật Bản. Và lô máy câu của em ngày hôm nay thì tất cả các máy đều có size nhỏ dành cho chúng ta câu lua, câu rê hoặc là câu cần tay trở máy. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người là có cả hai con máy ngang tay quay bên phải chúng ta câu lua và có cả thể chúng ta lua biển được cả nhé mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với mọi người con máy số 1 ở đây em có nè. Máy số 1 ở đây em có đây là một con máy của Daiwa có tên là Spinmatic ST600RD, tên của máy nhé. Máy này cối kim carbon, thân và tay quay là kim loại đổ được tay quay trái phải, tay quay dòng là tay quay nhôm nhé mọi người. Chúng ta đổ được tay quay trái phải nè. Ngoại hình máy thì cái lớp sơn ở phần ta qua gạt cước hay là bị bong như thế này và bong nhìn nhẹ như thế này nữa thôi. Nhìn chung thì cũng khá là ok, không có trầy xước gì đáng kể nhiều cả. Nhìn máy cũng rất là sáng, máy size nhỏ thôi ạ. Khuyên đầu dao của máy khá sáng nha. Máy này size tầm khoảng 1.500, cước số 3 chúng ta vào được 80m đây ạ. Size 1.500, mô bi sóng là lưỡi gà vẫn còn, mở cối ok ạ, lưỡi gà vẫn còn nha. Đổ được tay quay trái phải nha. Và hoạt động của máy này, máy này quay rất là nhẹ nha, chốt chặn này hoạt động tốt, máy quay khá nhẹ lại về em. Máy size nhỏ, ngoại hình nhỏ như này chúng ta câu lua rê hoặc là câu cần tay trợ máy nha. Và máy này là của Nhật và máy số 1 có giá là 250.000. Máy này nặng là 202g. Tiếp đến máy số 2. Máy số 2 ở đây em có con máy của Diamond Mikin SS. Máy này full kim loại này, đổi được tay quay trái phải. Thì máy này cái lớp tem ấy, cái lớp tem mạc dán xung quanh cối thì nó bị mất nha, bị băng mất nó lớp tem mạc rồi và nó bị mất một cái tem nhỏ với tay trái như này thôi. Và máy này cũng là một máy đuôi chuột phun kim loại, đổi được tay quay trái phải, cái tay quay nó bị băng nhẹ, nước sơn như này, mở cối ok nha. Và máy này là mô bin sóng nha mọi người, mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn và có cả cốt trợ lực, dòng máy là có cả cốt trợ lực bên trong và cốt trợ lực nó được gắn ở trên cối chứ không phải là gắn trên trục. Thì những con máy size nhỏ, ngoại hình nhỏ này chúng ta có câu lua rê, câu ISO mà trường hợp gặp những con máy, con cá lớn thì chúng ta có cốt lực, chúng ta cảo khá là ok. Yên tâm nó không bị hư máy gặt cất mà, hoạt động tốt nha. Khuyên đôi dao của máy đây, cái sáng nha mọi người. Đổ được tay quay trái phải, hoạt động thì rất là mượt. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt nha. Máy quen, êm, mượt, ok. Máy số 2 có giá là 380.000, máy này nặng là 215g. Và máy số 2 này tầm size khoảng 1.000 đến 1.500 thôi nha mọi người. Máy size 2 size nhỏ. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 đây em có con máy của Daiwa Venusi 2.000, tên của máy. Cước số 3 chúng ta vào được 100m thì máy tầm size khoảng 2.000 thôi ạ. Mô bin sóng này, lưỡi gà vẫn còn đây, gạt cước này, hoạt động tốt. Khuyên đôi dao của máy khá sáng nha. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, ngoại hình máy cũng khá là ok. Đây trời sức như này thôi, trên nắp như này. Và hoạt động của máy, dòng máy này là máy của Daiwa sản xuất ở Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Máy chạy rất là nhẹ nha. Và máy này là máy số 3 có giá là 180.000, máy này nặng là 263g. Tiếp đến là máy số 4. Máy số 4 ở đây em có đây là một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Regent S 2000B, tên của máy nha mọi người. Máy này full carbon, đổi được tay quay trái phải nha. Máy này có thể kéo lên được 4,5 kg này, sức tải của máy. Còn thông số cước thì cước số 3 chúng ta vào được 100m thì máy này tầm xa khoảng 2.000 nha. Và mô pin sóng, máy là mô pin sóng này, lưỡi gà thì vẫn còn. Ngoại hình thì máy cũng khá là sáng. Đuôi máy này bị băng tróc này, băng tróc nhẹ thôi, gạt cước đây ạ. Ok nha, khuyên đôi dây của máy này, rất là sáng nha. Ngoại hình máy cũng nhỏ thôi. Máy size khoảng 2.000 thì ngoại hình máy cũng nhỏ. À, máy này thì bị mất cái vị trí cái nút kim cước như thế này nha mọi người. Đổ được tay quay trái phải. Hoạt động của máy đây, máy quay rất là nhẹ nha. Máy quay khá là ok, quay rất là nhẹ êm, không vấn đề gì cả. Chốt chặn hoạt động tốt và dòng này là của Thái Lan xuất Nhật. Máy số 4 có giá là 250.000, máy này nặng là 232g. Tiếp đến nữa máy số 5. Máy số 5 anh em có con máy của Shimano Holiday Spin. Máy này thì bị bong tróc phần đuôi này. Ok.
Mẻ này thì bị cái tay quay nó bị ố màu, nó bẩn thế này nha mọi người. Nó không có bong ra gì gì cả, nhưng mà nó bị ố, nó bẩn một tí như vậy. Cái viền nồi của nó bị bong tróc cái viền nồi này. Máy này cối và thân là carbon, tay quay là kim loại, đổ được tay quay trái phải, khuyên đầu dây của máy ạ. Khá sáng nha, gạt cước nha. Ok nè. Một viên sóng lưỡi gà bạn con. Máy này size 1000 nha mọi người, size cước số 3 vô được 65 m, size 1000. Còn hoạt động của máy này. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy quay khá nhẹ, ok. Nhẹ và êm nè, chốt chạy hoạt động tốt. Và máy này là của Malaysia xuất nhập. Và máy số 5 này có giá là 250.000. Và máy số 5 này nặng là 239 g. Và tiếp đến máy số 6, thì máy số 6 đây em có cũng giống như máy số 5 nhưng xa lớn hơn một tí. Máy số 6 ở đây là Shimano Holiday Spin 2000. Cứ số 3 em ta vào được 100 m, máy xa 2000 nha. Quen nó dao của máy này. Đó là ok. Mô viên sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Đổ được tay quay trái phải, máy ngoại hình khá là sáng, trời xước khá nhỏ thôi. Tay quay rất ok nha, tay quay kim loại nha. Đổ được tay quay trái phải. Gạt cước nè. Mô viên sóng lưỡi gà vẫn còn. Ngoại hình máy này khá là sáng. Nó trời xước thì nhiều. Và hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ nha mọi người. Máy, những cái máy này chúng ta câu lua câu rơ thì rất là ok. Dòng carbon khá là nhẹ nữa. Và máy này của Malaysia xuất nhập, máy số 6 có giá là 280.000. Máy này nặng là 242 g. Tiếp đến nữa máy số 7. Máy số 7 ở đây em có là một con máy của Shimano Holiday Spin, cũng tương tự những cái dòng như vậy, xa 1000, cước số 3 vào được 65 m. Máy cối và thân là carbon, tay quay kim loại, đổ được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình có bị trầy xước hơn một tí nè. Ở đây. Khuyên đầu dây thì rất là sáng. Mô viên sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này xa 1000 thôi ạ. À. Gạt cước à. Hoạt động tốt. Máy này chúng ta câu lua rê hoặc là câu cần ISO. Và máy này thì cái tay quay nó bị hơi bị, nó bị cứng nên chúng ta không có gặp được nha mọi người. Nó lỗi cái tay quay một tí. Ta đỡ y nguyên này luôn. Chúng ta không gặp. Hoạt động của máy này. Máy rất là nhẹ nha. Chốt chặn này hoạt động tốt. Máy này hoạt động khá ok, có một cái lỗi phần ở tay quay, chúng ta không gặp được cái tay quay như lúc nãy em giới thiệu thôi. Và máy này của Singapore xuất nhập, máy số 7 có giá là 180.000. Máy này nặng là 244 g. Tiếp đến nữa máy số 8. Máy số 8 em có con máy của Daiwa Sprinter 1500, tên của máy nha mọi người. Ở đây máy này cối và thân, chung là máy này là full carbon, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình có những vết xước nữa này. Và dòng này là của Thái Lan, Daiwa Thái Lan xuất nhập. Máy của Daiwa Thái Lan. Daiwa sản xuất tại Thái Lan xuất nhập nha mọi người. Một viên sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Trầy xước thế này. Nhìn chung thì cũng có nhục vài vị trí trầy xước, nhưng mà nhìn máy cũng khá là sáng. Máy có hệ thống ABS đây ạ. Gạt cước này, hoạt động tốt. Đổi được tay quay trái phải và hoạt động của máy này. Máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn này, hoạt động tốt này. Máy quay rất là nhẹ, êm. Ngoại hình thì cũng khá là tương đối, không đến nổi tệ. Và máy số 8 này có giá là 250.000, máy xa 1.500. Máy này nặng là 224 g. Tiếp đến nữa máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy xa nhỏ, xa mini thôi nha mọi người. Máy này người ta câu cần ISO thì khá là ok này. Máy này của Ryobi, mini tên của máy. Máy này full carbon, đổi được tay quay trái phải. Có ISO là 4.1. Cứu số 3 chúng ta vào được 70 m thì máy này tầm xa khoảng 1.000. Máy xa 1.000, xa của mà phô máy cũng nhỏ thôi. Một viên sóng thì lưỡi gà vẫn còn. Khuyên nô dao của máy là khá sáng nha. Đây, gạt cước này, hoạt động tốt. Đổ được tay quay trái phải ạ. À. Hoạt động của máy rất là nhẹ nè. Máy quay khá nhẹ vậy em nha. Và máy này là của Nhật, máy số 9 có giá là 220.000. Máy quay rất là nhẹ nha. Tiếp đến là máy này nặng là 159 g. Rồi tiếp đến nữa máy số 10. Máy số 10 đây em có con máy của máy đuôi chuột, máy Daiwa. Tên của máy là Capo Stinger S600RD. Tên của máy này. Máy này ngoại hình khá là sáng, bằng carbon cả nhưng mà nhìn khá là sáng, máy không có trầy xước gì nhiều, trầy xước như thế này thôi. Cối carbon này. Cứ số 3 người ta vào được 80 m thì máy này tầm xa khoảng 1.000 đến 1.500 dao động cỡ đó nha mọi người. Và cũng là máy đuôi chuột đó này. Mô viên sóng lưỡi gà vẫn còn này, mở cối ok nha. Đổ được tay quay trái phải, khuyên đầu dây của máy đây ạ. Cái sáng này, gạt cước này, hoạt động tốt nha. Và hoạt động máy đây. Máy quay rất là nhẹ đây. Khá nhẹ và êm nữa. Chốt chặn, hoạt động tốt.
máy quay các em nhé mọi người. Và máy số 10 này có giá là 280.000. Máy này nặng là 1.197 g. Tiếp đó máy số 11 và 12 ở đây em có nguyên một cặp như thế này nha mọi người. Nguyên một cặp như thế này. Và dòng này là dòng đời cao. Dòng máy carbon đời cao, em giới thiệu máy số 11 trước. Thì ở đây là máy này là của Daiwa, có trục sắn đôi bên trong, những dòng thiết kế như này rất là khỏe. Và máy này thì có chạy bằng hai bạc đạn. Tên của máy là Daiwa GS700 Sportline. Ở đây, sức tải của máy là 4,6 kg 10 bao đây ạ. Thông số trên cối. Máy này full carbon nhá, đổi được tay quay trái phải. Resolution của máy là 5.3, những dòng này chúng ta câu lua rơi. Khá là ok. Cước, thông số cước nè. Cước số 3 chúng ta vào được 100 m, máy này size khoảng 2.000 thôi ạ. Ngoại hình máy khá là sáng, có nhận quá sức rất là nhẹ. Nguyên sóng nè, lưỡi gà vẫn còn. Khuyên nôi dây của máy này khá là sáng nha. Giặt cướp, hoạt động tốt này. Và hoạt động đổi được tay quay trái phải nha mọi người. Quay rất là nhẹ nha. Máy này có radio cao mà quay rất là nhẹ nè. Ta tàu lùa rồi, cái máy này khá là ok. Ngoại hình máy cũng rất là sáng. Và máy này là của Nhật, máy số 11 có giá là 420.000. Máy này nặng là 225 g. Máy này thì nó có một cái khuyết điểm nhỏ phần cái nấm tay quay nha mọi người. Ở đây ạ. Nó bị bên ngoài này có một cái lớp nhựa bên ngoài nữa, nhưng cái này nó bị vỡ lớp nhựa bên ngoài rồi, nó còn cái lớp nhân bên trong thế này thôi. Nhưng mà nó vẫn còn khá là đẹp, không có đến nỗi tệ đâu ạ. Đó là máy số 11, tương tự đến máy số 12 cũng y hệt như vậy, ngoại hình cũng khá là sáng, tài xước nhỏ hơn. Đây, và máy này thì nó mất một cái tem nhỏ phía tay phải giống như này thôi. Nhưng mà máy rất là sáng này. Mở tới cái ok. Phen dây cũng rất là sáng, cướp hoạt động tốt. Tay quay thì máy này tay quay, cái phần nấm tay quay thì không có bị lỗi gì cả. Một bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này vẫn chạy bằng hai bạc đạn, có Trito là 5.3, size 2.000. Và hoạt động của máy này cũng rất là nhẹ nha, chót chạy hoạt động tốt. Dòng là dòng carbon đời cao, có trục sắn đôi bên trong á. Cốt máy là có trục sắn đôi nên nó cạo khỏe lắm nha mọi người. Và máy số 2, số 12 có giá là 450.000. Tiếp đến máy số 13, máy 13 đang có con máy của Shimano Accord 3.000, tên của máy và size thực của máy cũng là 3.000. Dòng dòng của Shimano. Và nó bị băng tróc như này nhá, băng tróc nhẹ thôi nhưng mà màu sơn của máy vẫn khá là sáng. Tay quay rất ok, máy này cố và thân là carbon, tay quay là kim loại nè. Đổ được tay quay trái phải. Khuyên nâu dây của máy rất sáng nha. Một viên sóng nè, lưỡi gà vẫn còn. Máy này ngoại hình cũng khá là đẹp. Dòng này là dòng của Accord, là của Malaysia xuất nhập. Hoạt động rất là mượt. Máy quay rất là nhẹ nha. Và máy này là của Malaysia xuất nhập, máy số 13 có giá là 350.000. Và máy này nặng là 317 g. Tiếp đến máy số 14. Máy 14 này em có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Long Sprinter S750N, tên của máy. Còn size thật của máy, size thật của máy thì đi theo thông số cước là cước số 3 vào được 150 m thì cũng size 3.000. Bên dòng này là của Make in Japan đó mà, máy Nhật chứ không phải là máy Thái. Và tải được 4,5 kg 10 bao. Máy này full carbon, đổ được tay quay trái phải, khuyên nâu dây của máy khá sáng này. Giặt cước này, hoạt động tốt nha. Ngoại hình thì máy cũng khá là ok, trời sức nó khá nhỏ như này. Màu sơn của máy là màu xanh nhạt như này. Hoạt động rất là nhẹ nha, chót chạy hoạt động tốt. Máy quay rất là ok. Và máy này là của Nhật này. Máy số 14 có giá là 380.000. Máy này nặng là 271 g. Tiếp đến nữa, máy số 15 ở đây em có là một con máy lua ngang tay phải nha mọi người. Máy này là còn sợi dây BE bên trong này. Và máy này có cả cái đồng hồ bên trong. Cái dòng này là của Daiwa. Đây, Daiwa 2000DX tên của máy. Tanasenso S. Máy này thì thân là carbon, tay quay là bằng nhôm này. Kim loại. Bằng inox, đổi được tay, không đổi được tay nha mọi người. Tay quay phía bên tay phải thôi. Quay rất là nhẹ. Và máy này có cả đồng hồ này, chúng ta khởi lua được biển nha, lua biển được nha mọi người. Có đo mét dây này. Cái đồng hồ này nó vẫn còn hoạt động nha. Nó vẫn còn hoạt động. Em đã kiểm tra rồi, nó thấy nó vẫn còn hoạt động khá là ok. Bình thường không vấn đề gì cả.
Và xa thật của máy này, cước số 3 vào được 200m, cước số 4 vào được 160m, thì máy này tầm xa khoảng 4.000. Ngoại hình thì cũng khá là ok, có những vết xước nhẹ thôi, nhỏ thôi. Xa tầm 4.000. Máy ngang tay quay phía bên tay phải, máy lua. Và lua ở đây chúng ta có thể lua được cả trong nút ngọt và cả nút mặn, lua biển được, có cái hệ thống đồng hồ. Những máy ngang mà lua mà có cái đồng hồ thì rất là ít gặp nha mọi người. Và máy này dòng này là của Daiwa Thái Lan, Thái Lan xuất nhập nha. Và máy này có giá là 450.000. Và máy số 15 này nặng là 380g. Tiếp đến máy số 16. Ở đây máy 16 đây em có, thì một con máy này nó bị mất cái tem thông số nên em không biết là máy nó của hiệu nào của Nhật. Đây, máy này của Nhật nha, nhưng mà nó không chính xác rõ là máy hiệu nào của Nhật, bởi vì cái lớp tem nó bên ngoài nó bị bong mất rồi. Thì cước số 3 chúng ta vào được 200m, cước số 4 vào được 160m, và máy này có reto là 5.6. Máy này reto cao, và máy này cũng vậy, cả hai máy đều có reto là 5.6 cả nha mọi người. Máy luôn, máy này thì ngoại hình cũng khá là sáng như thế này, bằng carbon, tay quay bằng inox này, như là luôn quay khá nhẹ nha. Lua tay phía bên tay phải thôi. Và máy số 16 này có giá là 400.000, máy của Nhật. Máy này nặng là 342g. Em vừa mới giới thiệu xong lô gồm có 16 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974088309 hoặc là comment bên dưới video. Khách chốt hàng mình có comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.